Chào mừng tất cả các em học sinh đến với giờ học ngày hôm nay. Thầy rất vui khi được cùng các em đồng hành trong giờ học này. Thì chúc các em có một giờ học thật vui và hiệu quả nhé. Và để có kết quả học tập tốt thì các em hãy chuẩn bị một số đồ dùng học tập như thanh phách và tập bài hát lớp 1. Các em thân mến, chúng ta đang thực hiện các nội dung trong chủ đề 8. Ở tiết học trước, chúng ta đã được học bài hát Tổ quốc ta. Và trong giờ học ngày hôm nay, thầy trò chúng mình cùng ôn luyện lại bài hát Tổ quốc ta. Và một nội dung nữa là nghe hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài Trống cơm. Thông qua bài học này thì các em cần đạt được một số yêu cầu như các em hát được giai điệu và lời ca bài Tổ quốc ta, biết hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm, biết biểu diễn bài hát. Qua giờ học này, các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, phẩm chất chăm học. Mời các em chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta bước vào nội dung của tiết học ngày hôm nay nào. Sau đây, mời các em hát với nhạc đệm bài hát Tổ quốc ta, nhạc và lời của Mộng Lân. Các em thân mến, bài hát Tổ quốc ta, nhạc và lời của nhạc sĩ Mộng Lân với giai điệu nhẹ nhàng. Khi hát thì các em cần hát nhẹ nhàng, vừa phải. Và để giữ nhịp điệu cho bài hát này thì thầy mời các em cùng hát kết hợp với gõ đệm. Sau đây, thầy mời các em cùng hát kết hợp với vận động phụ họa bài Tổ quốc ta, nhạc và lời của nhạc sĩ Mộng Lân. Thì các em có thể sáng tạo ra các động tác phụ họa. Để hát kết hợp vận động được đẹp thì các em cần thuộc động tác và chú ý thể hiện sự mềm mại của động tác tay, kết hợp với sự di chuyển nhịp nhàng của động tác chân. Và các động tác cần tương ứng hòa hợp với lời ca của bài hát nhé.
Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với nội dung thứ hai là nghe hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài trống cơm. Trên màn hình, thầy có một số nhạc cụ dân tộc. Các em hãy quan sát và đoán thử xem đâu là nhạc cụ trống cơm nhé. Chúc mừng các em đã có đáp án đúng. Trên màn hình, hình số 2 là hình ảnh trống cơm. Như các em đã biết, trống cơm là nhạc cụ truyền thống của nước ta. Trống cơm đã trở nên rất thân thuộc và được sử dụng rất nhiều trong các dịp lễ hội, trong các dàn nhạc dân tộc. Ngoài ra, trống cơm là nguồn cảm hứng sáng tác của rất nhiều nhạc sĩ. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài trống cơm của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Vừa rồi, các em đã được nghe bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài trống cơm. Các em có thể thấy bản nhạc rất là vui nhộn phải không nào? Các em có thể nêu cảm nhận của mình khi nghe bản nhạc này bằng cách bình luận ở dưới phần bình luận của video này nhé. Các em thân mến, như vậy là trong giờ học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của tiết học luyện tập bài hát Tổ quốc ta và nghe hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài trống cơm. Thầy hy vọng thông qua giờ học này, các em có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc. Các em càng thêm yêu những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu dân ca. Các em ở nhà hãy tích cực tập luyện các bài hát và tự sáng tạo ra các động tác phụ họa và vận động cơ thể để khi nào chúng ta quay trở lại trường thì chúng ta sẽ biểu diễn cho thầy giáo và các bạn cùng xem nhé. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Thầy chúc các em ở nhà luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ, thực hiện tốt thông điệp 5K. Hẹn gặp lại các em trong những giờ học lần sau. Xin chào các em.